Nga không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào ba tỉnh của Ukraine không lâu sau khi lãnh đạo NATO cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đang dần dần giành bước tiến. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ không quân Ukraine, các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 34 trong tổng số 44 UAV Shahed của Nga nhằm vào các mục tiêu ở ba tỉnh gồm Mykolaiv, Odessa, Kirovohrad. Tập đoàn điện lực quốc gia Ukraine Urenergo cho hay cuộc pháo kích của Nga đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện ở miền nam Ukraine cuối ngày 27 tháng 9. Nga có xu hướng tăng tần suất các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV tự sát vào các mục tiêu ở Ukraine, trong đó nhắm đến các cơ sở cảng, kho chứa ngũ cốc ở miền nam. Vào tháng 11 năm 2022, một quả tên lửa đã rơi xuống một cơ sở sấy ngũ cốc ở làng Zemvodu, cách biên giới Ukraine khoảng 6 km, giết chết 2 công nhân. Sự cố tên lửa này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo hãng tin AFP, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Lublin ngày 28 tháng 9, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Biniel Ziobro cho biết cuộc điều tra do các công tố viên Ba Lan tiến hành cho thấy quả đạn này là tên lửa của Ukraine. Phát hiện này dựa vào nơi tên lửa được bắn ra và xuất xứ của đạn. Tại thời điểm xảy ra sự cố, Kiev nhanh chóng đổ lỗi cho Moscow về thảm kịch, khẳng định đây là cuộc tấn công tên lửa của Nga vào an ninh tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 28 tháng 9, phe Cộng Hòa đã không cung cấp bằng chứng cho thấy đương kim Tổng thống Mỹ đã được hưởng lợi cá nhân từ các hợp đồng kinh doanh của các thành viên trong gia đình. Theo Reuters, phiên điều trần luận tội đầu tiên của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã xem xét bằng chứng của Đảng Cộng Hòa thu thập được về các dự án kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden. Ông Biden và gia đình ông được hưởng lợi từ các chính sách mà ông theo đuổi với tư cách là phó tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Ngoài ra, họ cũng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ can thiệp vào cuộc điều tra hình sự của Hunter Biden. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ và một số nhân chứng độc lập cho biết hiện không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Mỹ đã nhận bất kỳ khoản thanh toán nào. Nhà Trắng cũng lên tiếng phủ nhận các cáo buộc nhắm vào ông Biden và bác bỏ cuộc điều tra của phe Cộng Hòa vì cho rằng nó mang động cơ chính trị. Cuộc điều trần diễn ra giữa lúc đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đang vận động tái tranh cử. Ngày 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bắc Kinh đã chi hàng tỷ đô Mỹ mỗi năm cho nỗ lực thao túng thông tin, bao gồm cả việc mua cổ phần của truyền thông nước ngoài thông qua các phương tiện công cộng và phi công cộng, tài trợ cho những người có ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội và có những thỏa thuận quảng bá cho chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo xu hướng này có thể dẫn đến sự thu hẹp mạnh quyền tự do ngôn luận toàn cầu. Trích dẫn các báo cáo công khai, Trung tâm Tương tác Toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bắc Kinh đã tạo ra hệ sinh thái thông tin của nước này bằng cách thu hút giới tinh hoa chính trị và các nhà báo nước ngoài. Bắc Kinh cũng đã đầu tư vào mạng lưới vệ tinh và dịch vụ truyền hình kỹ thuật số ở các khu vực đang phát triển, ưu tiên nội dung truyền thông do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa lên tiếng về cáo buộc của Mỹ. Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào ngày 28 tháng 9, lúc 2 giờ 43 phút sáng theo giờ địa phương, tại một nhà kho hải quan của Interlogistics LLC gần sân bay Tashkent, quận Sergeli ở Uzbekistan. Có ít nhất 164 người thương vong. Ngay sau vụ nổ xảy ra, cảnh sát đã phải huy động hàng chục xe cứu thương đến hiện trường vụ nổ để đưa người bị thương đến bệnh viện. Đáng chú ý, trong số những người gặp nạn có cả trẻ em. 16 đội cứu hỏa riêng biệt đã lao vào chiến đấu với ngọn lửa khổng lồ bao phủ gần 3.000 m². Người dân ở cách tâm chấn vụ nổ khoảng 32 km cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng một cách rõ rệt. Bộ Nội vụ Uzbekistan cho biết nguyên nhân gây ra vụ nổ là do sét đã đánh trúng một nhà kho chứa ô tô điện và pin. Dựa trên quy mô của vụ nổ, cũng có những nghi ngờ cho rằng nguyên nhân có thể đến từ các chất cấm được cất giữ trong nhà kho. Tuy nhiên, những đồn đoán này đã chính thức bị phủ nhận. Hãng tin BBC đưa tin, ngày 27 tháng 9, cảnh sát Pháp thông báo dừng một xe tải đông lạnh trên cao tốc E15 gần Reims phía bắc Lyon và phát hiện 6 phụ nữ, gồm 4 người Việt và 2 người Iraq trong thùng xe chật hẹp chở chuối. Công tố viên vùng Villefranche-sur-Saône phía bắc thành phố Lyon, miền đông Pháp cho biết, nhóm phụ nữ lên thùng xe tải với biển số Ireland với hy vọng đến nước Anh hoặc Ireland. Tuy nhiên, xe này chỉ chở hàng đến Dunkirk, sau đó hướng về Italia. Sau khi kiểm tra vị trí trên bản đồ bằng điện thoại và phát hiện xe tải đi hướng ngược lại, nhóm phụ nữ hoảng loạn. Một người trong nhóm có số điện thoại của phóng viên BBC ở London và đã gửi tin nhắn cầu cứu, chia sẻ vị trí GPS giúp phóng viên xác định xe tải khi đó đang ở cao tốc E15.
phóng viên BBC đã liên hệ đồng nghiệp và giới chức Pháp nhờ hỗ trợ. Tài xế xe tải cũng nghi ngờ có người trong thùng đông lạnh nên đã chủ động dừng xe và báo tin cho cảnh sát. Giới chức giải cứu nhóm phụ nữ sau khi họ phải ngồi hơn 10 giờ trong thùng xe tải. Được biết, thùng đông lạnh có nhiệt độ 6 độ C khi được mở ra. Sức khỏe 6 phụ nữ bên trong đều ổn định. Pháp sau đó yêu cầu 4 người phải rời nước này trong vòng 30 ngày, 2 người còn lại được phép ở lại chờ xin tị nạn. Giới chức Pháp mở cuộc điều tra do nghi ngờ có hành vi buôn người. Theo Evening Standard, hàng năm có hàng nghìn người nhập cư mong muốn cuộc sống tốt hơn, tìm cách nhập cư trái phép từ miền Bắc Pháp đến Anh. Họ thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt eo biển Manche, nằm giữa Anh và Pháp. Sau bê bối chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Rubiales đã cưỡng hôn nữ cầu thủ Hermoso, sau đó phải từ chức. Bóng đá Tây Ban Nha lại tiếp tục vướng vào bê bối khi chủ tịch của Barcelona, Juan Laporta, dính cáo buộc một trọng tài. Theo thẩm phán Joaquín Aguirre, số tiền 7,5 triệu euro mà Barcelona trả trong 17 năm cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật trọng tài Tây Ban Nha, José María Enriquez Negreira, có thể cấu thành tội phạm. Barça đã trả cho các công ty của Negreira hơn 7 triệu euro từ năm 2001 đến năm 2018 khi ông còn là phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật trọng tài Tây Ban Nha. Trước đây, ông từng làm trọng tài cho giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Hãng tin EFE của Tây Ban Nha cho biết, cựu chủ tịch Barça Josep Maria Bartomeu và Sandro Rosell cũng bị buộc tội tương tự. Negreira và con trai ông Javier Enriquez Romero cũng bị cáo buộc dính dáng đến thỏa thuận này. EFE cũng đưa tin rằng cảnh sát đã khám xét văn phòng trọng tài tại Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha ở Madrid trong tuần này để tìm tài liệu liên quan đến vụ việc.